Quýnh Nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Là đã đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào để chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Quýnh Nhà nhé. Thì mới vừa đây mọi người cũng đã nghe được cái đoạn ghi âm giữa cái cô Diệt Kiều cùng với lại chú Năm lúc còn sinh thời đã nói về rất là nhiều cái sự việc có liên quan đến chị Loan. Và cái câu chuyện thì nó xoay quanh cái vấn đề là 64 triệu đồng mà chú Năm đã từng đưa cho chị Loan để đi làm giấy tờ nha. Và cái câu chuyện nó càng nảy lửa cao trào và nó gây ra một cái sự hiềm khích, sự hiểu lầm giữa hai cha con. Đó chính là có kẻ gian đã nạy cái tủ sắt của chú Năm ra để lấy những cái số tiền bằng mồ hôi nước mắt mà chú Năm đã phải cực khổ lắm mới kiếm được. Và bản thân của chị Loan đó quý cô chú anh chị, cho dù là bên phía kia họ có lên tiếng, họ kể ra hàng trăm hàng ngàn cái câu chuyện để chứng minh rằng là chị Loan là một người con bất hiếu và chưa bao giờ lo cho cha của mình hay là có những cái hành động thế này thế kia để mà làm cho cha của mình phật lòng đi chăng nữa đó, thì Quýnh Nhà cảm nhận được rằng là đâu đó trong cái câu chuyện này chị Loan luôn là một cái người bị hại và bản thân của chị Loan lại là một cái người vô cùng là chịu đựng. Chị ấy chịu đựng cho nên chị ấy mới để cho những cái người họ thừa nước đục thả câu, họ có thể dàn dựng làm ra những cái câu chuyện để rồi ly tán cái tình thương của cha chị ấy và không muốn cho cha của chị ấy yêu thương cũng giống như là tin tưởng chị ấy. Và mới vừa đây thì chị Loan đã vô cùng là bức xúc. Và trong cái sự bức xúc của chị Loan thì Quýnh Nhà cũng cảm nhận được rằng là chị ấy vô cùng là buồn tủi. Thật sự để mà nói đó quý của chú anh chị, dù chị Loan có là con nuôi hay là con ruột đi chăng nữa đó, thì chị Loan vẫn mãi mãi là một người con mà chú Năm đã từng vô cùng yêu thương. Và đến phút cuối đời đó quý của chú anh chị, chú Năm vẫn luôn nghĩ về chị Loan nha. Thì chị Loan có nói như thế này: dạ con xin chào quý của chú anh chị, hôm nay thì con có nghe được cái đoạn clip của cái cô Diệt Kiều đã tự ghi âm cuộc thoại của cô và ba của con. Nhưng cho thấy cái đoạn clip này đã được cắt ghép rất là nhiều. Cái câu chuyện 64 triệu á mà ba của con đã nói trong cái đoạn clip là vụ việc con đi làm sổ hồng cho ba của con. Nhưng số tiền đó hoàn toàn con đều trao về tay của cô Sáu và một người bạn của cô Sáu tên là Hờ đã làm sổ hồng đó cho ba con. Và số tiền đó con hoàn toàn không giữ một đồng nào. Và chuyện con ăn cắp tiền của ba của con á, trong thời gian đó là con có nghe ba con đi hát về, báo mất tiền trong tủ sắt và qua ngày hôm sau con đã ra công an phường để nhờ hỗ trợ đến nhà để điều tra vụ việc. Nhưng ba của con không cho các anh vào làm việc. Và sau đó thì con buồn quá nên con xin ba về bên gia đình chồng của con ở. Nên ba hiểu lầm là con hư hỏng như vậy và ba buồn. Nếu con ăn cắp tiền và làm ra những việc như vậy thì con sẽ không kêu công an vào làm việc cho nó minh bạch để làm gì. Và sau khi mà vợ chồng con đã dọn về gia đình chồng ở thì những vụ việc mất trộm liên tục xảy ra. Về việc con có nói nặng lời với ba Thanh đều là do từ miệng của cái ông sạc pin mà ra. Đã kể với ba của con là con nói nặng lời với ba Thanh nên ba con mới hiểu lầm. Vì trước giờ ba của con không có sử dụng mạng xã hội cho nên rằng là những cái thông tin mà ba của con biết được là đều nghe lại từ người khác và không có tính xác thực. Cái vấn đề mà chú Năm chưa bao giờ sử dụng mạng xã hội đó thì bạn dân thiên hạ ai cũng đều biết rồi. Nhưng lý do vì sao và tại sao cái chú sạc pin lại bịa cái câu chuyện rằng là bà Tư đã từng khuyên răn chị Loan về cái vấn đề 64 triệu đồng của chú Năm. Rồi chị Loan đã có những cái lời lẽ xúc phạm hỗn hào với bà Tư. Và ngay sau đó thì những cái thông tin này được truyền đến tai của chú Năm. Và chú Năm mặc định rằng là con của mình hư hỏng thế này thế kia. Nhưng cái thông tin đó lại chưa bao giờ được xác thực, chỉ nghe qua những cái lời nói từ phía bên của chú sạc pin. Là bởi vì vậy nè quý cô chú anh chị, bè phái từ xưa cho đến nay rồi, tất nhiên rằng là cái chú sạc pin kia muốn lấp liếm cho cái sự việc 64 triệu đồng. Mà ngay trước đó chị Loan cũng đã từng giải thích rằng là bản thân của chị ấy á, lấy 64 triệu đồng của chú Năm á, đều đưa cho cái cô Sáu cùng với lại một người bạn của cô Sáu tên là Hát đi làm giấy tờ nhà của
chú Năm. Và cái vấn đề ở đây đó quý cô chú anh chị, thì chị Loan từ xưa cho đến nay á, sống đâu có biết gì đến cái vấn đề được gọi là đi làm giấy tờ nhà đâu. Và sau khi được cái sự ủy quyền của cha thì đương nhiên rằng là chị ấy cũng đi hỏi những người lớn, nhất là cái người cô của mình. Vì chị Loan nghĩ rằng là cô của mình tầm mấy tuổi rồi, cô của mình cũng đã có dạy dẫn cái kinh nghiệm rồi. Và đương nhiên một cái người mà ta nói rằng là sốt sắng trong cái vấn đề ký giấy đó quý của chú anh chị, nhất là ký giấy tờ nhà đó, thì cô Sáu ra mặt liền. Cho nên rằng là nếu để nói về cái vấn đề được gọi rằng là chú Năm hiểu lầm về 64 triệu á, thì nó xuất phát từ cái cô Sáu này. 100% với quý cô chú anh chị em rằng là trong cái câu chuyện này á, họ đã muốn dàn dựng để cho chú Năm hiểu sai về chị Loan, và cái tình cha con sẽ bị sức mẻ. Bởi vì cái vấn đề là họ muốn đưa chị Loan vào một cái thế cùng là giật giọng tiền của cha mình. Nó đơn giản rằng là cái câu chuyện này họ đã muốn tống khứ chị Loan đi từ cái lúc mà chú Năm còn khỏe rồi quý của chú anh chị, chứ không phải rằng là mới đây đâu. Giống như cái câu được gọi rằng là gấp lửa bỏ tay người đó quý của chú anh chị. Có nghĩa rằng là cô Bào đó thì đương nhiên rằng là trong 64 triệu cô ấy cũng sẽ bỏ vào trong túi của mình khá là nhiều đó. Xong rồi bây giờ chẳng lẽ nhận lỗi hay sao cũng không được, sợ anh của mình biết cái tẩu của mình. Cho nên rằng là mới muốn đổ lỗi cho chị Loan, vừa ăn cướp mà vừa la làng đó quý của chú anh chị. Bởi vì lẽ đó chị Loan là cái người phải chịu thiệt trong cái sự việc này. Và một người con mà bị ấm ức đó quý của chú anh chị, thì đương nhiên rằng là cái người con đó sẽ cảm thấy bị bức bí trong chính căn nhà của mình. Và chị Loan đã từng chia sẻ rằng là chị ấy bị đàn áp đến nỗi mà chị ấy muốn bỏ nhà đi luôn. Và chắc chắn trong cái khoảng thời gian khi mà vợ chồng cùng với lại các con của chị Loan ở trong nhà của chú Năm á, thì bản thân của chị Loan đã phải chịu rất là nhiều cái sự đai nghiến từ phía mẹ con nhà ve. Chung quy tóm lại là họ tính toán kỹ rồi quý cô chú anh chị. Họ đổ lỗi cho chị Loan để cho chú Năm hiểu lầm chị Loan. Và đến một lúc nào đó thì cha con đã cơm không lành canh không ngọt, thì sẽ có một người ra đi là chị Loan đó. Và mẹ con nhà ve thì vẫn là cái người ở lại được lợi, rồi nói những cái lời yêu thương mật ngọt với chú Năm để cho chú Năm xuôi lòng. Nhưng mà cái sự xuôi lòng này của chú Năm thì nó không được bao lâu quý của chú anh chị. Cái lúc mà chú khỏe mạnh á, thì họ có thể là nói những cái lời yêu thương, rồi lúc nào cũng muốn ở bên cạnh chú Năm rồi này nọ các kiểu. Nhưng đến khi chú Năm nằm ở trong bệnh viện rồi á, thập tử nhất sinh mà cái bệnh của chú Năm mà, nó đâu có hề đơn giản đâu quý của chú anh chị. Họ lại bỏ rơi chú Năm. Và chỉ còn có một mình cái người con mà chú Năm đã từng hiểu lầm về cái vấn đề 64 triệu cũng giống như là những cái vấn đề liên quan đến tiền bạc trong gia đình, lại là cái người luôn túc trực, luôn lo lắng cho cha của mình, luôn nghĩ đến cha của mình mọi lúc mọi nơi. Đó mới gọi là tình thân đó quý của chú anh chị. Cho dù có người con á, ngày xưa họ có như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái lúc mà cha mẹ của mình mà bị bệnh ốm đau bệnh tật á, cái lúc đó mới biết được rằng là ai là cái người con có hiếu và ai là những cái người mà luôn giả nhân giả nghĩa. Và thực tế để mà nói á, qua cái câu chuyện của chị Loan á, không phải rằng là mình đứng ở bên khía cạnh của chị Loan để mà mình có thể là trình bày được cái sự việc, mà chúng ta có thể là sâu chuỗi lại tất cả những cái vấn đề, nào là những cái lời nói của bà Tư. Nếu như á, mà chị Loan là một cái người con mà được gọi là hỗn hào với những cái bậc lão làng á, quý cô chú chị, giống như bà Tư á, thì đến giờ phút này đây quý cô chú anh chị em thử nghĩ coi bà Tư có ở bên cạnh để kề vai sát cánh cùng với lại chị Loan không ạ? À? Nếu như bà Tư mà còn dẫn cái chuyện năm xưa, hoặc là những cái sự việc năm xưa mà nó đúng hoàn toàn với sự thật, đúng với những gì mà cái chú Sạc Bình đã từng gieo rắc vào trong đầu của chú Năm á, thì đảm bảo với quý cô chú anh chị em rằng là bà Tư sẽ không bao giờ mà nhân nhượng cho chị Loan đâu. Nhưng lý do vì sao và tại sao bà Tư lại thương chị Loan đến như vậy là vì chị ấy chân chất thật thà, chịu quá là nhiều cái sự thiệt thòi rồi. Bà Tư sẵn sàng đứng lên để vạch mặt mẹ con nhà ve, chứ chưa bao giờ quay lưng với chị Loan nha quý cô chú anh chị. Thực tế để mà nói trong cái câu chuyện này, càng đi sau thì chúng ta lại càng cảm thấy rằng là chị Loan là một cái người quá là thiệt thòi.
cái sự tủi thân của một người con khi mà cha của mình không tin mình á, thì quý cô chú anh chị em biết nó lớn đến cỡ nào không ạ? Đã có rất là nhiều cái vụ việc là những người con ấy đã dùng những cái biện pháp giống như là quyên sinh để chứng tỏ bản thân của họ là cái người trong sạch. Nếu như tại thời điểm lúc đó chú Năm hiểu lầm chị Loan mà không can đảm, không cứng rắn và không có người chồng đứng ở bên cạnh để làm chỗ dựa cho chị ấy, thì đảm bảo với quý cô chú anh chị em rằng là có nhảy dưới sông Hoàng Hà đi chăng nữa, chị Loan cũng sẽ không bao giờ mà rửa hết những cái sự oan khúc của mình. Nhưng mà cuộc đời này á, cha con thì vẫn mãi là cha con, cho dù là có xích mích đến cỡ nào thì cái tình thân nó vẫn luôn là một cái điều vô cùng là thiêng liêng quý cô chú anh chị. Cho nên rằng là cũng vì tin những cái người ở bên ngoài giống như là chú Sạc Bin hay là mẹ con nhà ve mà chú Năm đã hết lần này đến lần khác hiểu lầm con gái của mình. Và đến cái lúc mà chú Năm đã hiểu ra tất cả những cái sự việc và có biết được tường tận khá là nhiều cái sự uẩn khúc, oan khúc của chị Loan á, thì chú Năm lại càng yêu thương chị Loan nhiều hơn. Và quý cô chú anh chị em cũng đã từng xem được khá là nhiều cái đoạn video chú Năm nói rằng là cuộc đời này trở về sau chú Năm chỉ có một mình chị Loan ở trong tâm trí của chú Năm thôi. Thì đủ để có thể hiểu được rằng là bản thân của chú Năm muốn ám chỉ rằng là chú Năm đã từng lo cho mẹ con nhà Cám khá là nhiều, lo cho em, cho út dòng họ nhiều rồi. Đến cái lúc cuối đời, chú Năm chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho chị Loan để có thể là bù đắp lại những cái gì mà chú Năm đã từng hiểu sai về con của mình. Một sự tin tưởng của một người cha dành cho người con nó vô cùng là quan trọng nha quý cô chú anh chị. Cho nên càng nói thì chúng ta càng cảm thấy thương chị Loan hơn. Và cho vì bàn tay thì nó có ngón ngắn ngón dài, trong gia đình thì nó cũng sẽ có chuyện này chuyện kia. Bởi vì lẽ đó cha con vẫn mãi là cha con, xích mích đến cỡ nào thì cái sự hàn gắn đó chính là cái liều thuốc, là cái tình cảm, sự yêu thương, sự quan tâm chân thành. Cái đoạn video này của Quýnh Nha thì sẽ kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nha, mọi người có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nha nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại.